Tôn quan cung thỉnh mời ngài đệ nhất Tôn quan Lai Lâm Chắc Giáng Xà Loan Ngự Đồng. Kim phục hoàng thân cận thánh xưa tiên trung vương ca lăng tân tâm từ bi lần mất chúng sinh cô nga kim đức đê khai quang phả chiếu đàn duyên văn sớ dâng lên nọ nguyện con có sớ dâng lên trước trình Phật thánh sau con trình vua cha xứ này tỉnh hết các tòa nhị thư chàng sinh về cho nhị thư chàng sinh cửa nhà phú quý khang linh tọ trường về cho dũng mạnh đôi đường văn sớ dâng lên thượng ai văn sớ dâng lên trình quan đệ nhất chúa phê lòng thành phê cho đệ tử trường sinh trường sinh phê cho họ đặng trường sinh chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường phê cho tài lộc đôi đường vinh hoa phú quý cương thường để đa độ cho phúc đặc hà pha chuyển trời đất làm giật này đổi cơn giông cây cối đổ xô mưa xài chớp giật này sâm ngô ù muôn loài ta quý
phục vị chí tôn chí đại vô số vô thanh hỗn đất nguyên hảo hảo khôi khôi kiện hành bất tức bao hàm vạn tượng uy uy đang đang hiện vận vô cùng phổ lịch hạ thẩm ngưỡng can cao ở ngự viên hữu vì Việt Nam quốc Hà Nội thành Lang Từ Liên quận Mỹ Đình một phường khu dơ ma lờ bế chỉ phòng 1003 nhà C trụ sở công ty cổ phần thần tốc số 910 phường Hoàng Văn Thiện Quân Sóc Sơn ngoại thành Hà Nội chi sứ hiệu đầu vu Bảo Lộc Linh Tử thượng phục Phật Thanh Hạ Thiên Tiến Phát Thành Thiếu Quan Tịnh Phật Tuyên Kinh Cùng Linh Tứ Phủ Tiên Tôn Kim Ngân Đại Mã Tiến Cúng Lục Bộ Trần Vương Tiến Sơn Tràng Vai Tiễn Thiên Quan Trợ Thí Cô Hồn Phất Cở Bán Bệnh Bình An Lộc tài vượng tiến kinh doanh phát triển riêng sinh trường khó sự khi thần đệ tử tổng tận thanh đồng hoàng đức hiếu hiệu kinh quang hiếu đại tấu dân tình tín chủ đặng thị kinh hòa hoán bệnh sinh ư đinh dậu liên hành tranh lục thập ba tuế khu quân nguyễn thanh sơn hoán bệnh sinh ư đinh dậu liên hành tranh lục thập ba tuế hiệp đồng cán chi bản mệnh thành tâm tiến cung đẳng cờ phúc họ dĩ khang linh thứ bảo gia trung đa ca khánh tức nhật ngưỡng ca khánh huynh phụ giáo hòa tâm ngôn điện thần đẳng cao sinh mạnh ấp lạc thuộc thanh đồng ký số định vu thiên cung mệnh tục căn tư tử phủ phi tử phẩm nhất tâm tưởng vọng bản trí thì cờ vi tư nhân đương tiết chí kỳ cung hành trình lễ có thị kim nguyệt các nhật tu thiết hương hoa kim ngân tài mã hoa hải đẳng vật đền cúng phù thần phù hưu sớ vạn kiệt thân thượng tấu cung vi hiện phủ chí tôn ngọc hoàng của cung cao thượng đế ngọc bệ hạ địa phủ chí tôn bắc cầm phong đô nguyễn thiện đại đế ngọc bệ hạ thần sợ phép bốn phủ nhà ta tính canh lục bộ trần triều à
Tính mã tứ phủ à? Anh ta về tháo còng cởi trói à? Nhà nào đấy nhỉ? Không là thanh không được tài bị kiếm nhỉ? Da mai khỏe á? Trẻ á? Qua chợ được bình an nhỉ? Đắc tài, đắc lộc, đắc tinh xuyến nhỉ? Đấy mà trong nước cũng như nước ngoài được hưởng cái vinh hoa là vinh hoa á? Quyền cai trên thượng ngàn, quan giám sát quyền cai thống trị thiên giới, sắc thầm sai đại thần. Dài vui đằng nghỉ vẫn đi tôn quan, dài vui đằng nghỉ vẫn đi bắt người muốn công nghi từ xa gần đều về làm tôi. Quang dòng nhan thâm cơ diệu quang minh chiếu từ trung, ngã thích căng cung giảng kim phục hoàng thần cận thánh chúa tiền trùng đường. Ca lăng thân phá ân tư bi mật chúng sinh, cố ngã kiếm định lễ quang minh phả chiếu đàn duyên. Văn sơ dân nền thượng này, văn sơ dân nền quan về tấu đối chép biên rõ ràng phê cho đệ tử chàng sinh. Họ trường sinh phê cho họ nguyện trường sinh, chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường phê cho tài lộc đôi đường. Văn sớ dâng lên họ đặng co sớ dâng lên, trước trình Phật Thánh, sau trình vua cha, trình lên đối các tòa. Nhị tư chàng sinh thế cho, nhị tư chàng sinh cửa nhà phú quý, khang linh thọ trường phê cho, giúp mạnh đôi đường. Thank you.
nô hành sinh sát ni lương tàn khôn làng quát trọng tay không mấy thừa đế lệnh xưa nay quyền hành quan giám chức ngô dày tiên cung quyền thanh tra hậu giám sát của anh ta về à? Chứng đàng chứng lẽ nhỉ, công nào xảo đấy nhỉ, chứng minh công đức chứng tâm cho hai phu thê họ Đặng họ Nguyễn nhỉ. Ban khen ban thưởng họ Đặng họ Nguyễn nhỉ, minh công ba của anh ta có lời trên trình quan trên dưới trình quan dưới đặt lòng quan trên trên lòng quan dưới nhá. Quan ta về chứng tâm chứng đàng ban khen ban thưởng cho bách gia trăm họ nhà đảo phúc đấy nhá. Ha chữ sắc phong tôn quan đệ nhĩ đấng anh tài quốc sĩ vô song vẻ vang mắt thường dâu rồng dung uy tuấn tú uy phong khác thường lâm sơn hùng cường uy vũ lĩnh sắc rồng cai ngự nam thiên phùng tòng vâng lệnh cửu thiên thanh sơn bích đồng mọi miền qua ca chốn điện đài uy nghiêm long lộng phép thần thông chi dũng ai đương ngự trên hắc hồ uy cường đi mây về gió bốn phương đổ người vượt bao phiết cùng thuyền bát nhã vượt sông mê bờ gác tới nơi non tiên cảnh Phật bầu trời tây phương thế giới đón người tiên tu
thoại quốc mỹ độc nghị định con vua thoại quốc nghị độc định để tam hoàng tử giáng sinh đền rồng Diêm La Hà tấu về thủy phủ hồ vua cha động đình vốn dòng là chúa thủy cung văn sớ dâng lên thượng này văn sớ dâng lên dâng quan tam phủ người chép biên rõ ràng phê cho đệ tử trường sinh đôi chữ chàng sinh phê cho đôi chữ chàng sinh chữ phu chữ quý đang lên thọ trường phê cho dũng mạnh đôi đường dực la sớ hồng họ đặt con đi dực la sớ hồng để trước công đồng phật thanh chức bình họ đặt có sớ dâng trì sớ trình phật thanh dâng trình vua cha trình lên đủ hết các tòa
văn thân cẩm tu ni võ tổng lược thao võ tổng lược thao bẩm dung uy có lớn diện mạo hồng trung chính tài cao quán cổ đây họ gặp họ biết mắt ra trong họ à. Ngày hôm nay mưa không quản nắng không đề ngày hôm nay cứ sợ đình thần sợ oai bốn phủ nhỉ đính má trần triều đính má tứ phủ anh em ta về chứng đại chứng lễ nhỉ phù cho họ đặt họ nguyên nhà được xuân ra sách thánh hạ bảo bình an thu tấn sang ta có hạn giải hạn có nạn giải nạn nhỉ. Sông La Lam thượng cầu sông Đuống, sông Thái Bình chảy xuống Kinh Môn. Sau sông Trấn cả Càn Khôn, theo dòng sông Cái đổ dồn về xuôi. Dòng xa tiếng chuông cổng lừng cả khuôn nơi lòng chu xuống bể lên rời lên ngàn xuống suối xa khơi về buồn
đạp sóng cồn nước tuôn đôi ngả, lại vì miền sông cả sông Thao, ngòi lâu ngòi hút ngòi lao, tam giang tứ thị khê giao ngự về. Thế mà truyền cung văn nổi trống tiết triều để có anh ta về hồi cung đã. Dước quan về lạnh sang thăng tít, nước rẽ đôi hàn quần quần chưa sang. Thế ra hồi cung quê nhà Ninh Giang, chính quan quê nhà danh lam cổ tích, một tòa ngôi cao. Đấng anh hào tên cổ kim lưng lẫy, khắp mọi miền đã dậy nghi thần cơ, cửa sông đâu đó cùng thờ Ninh Giang thiết lập mấy trình từ. Quan lớn tuần tranh nghe ý, cảnh an thanh nhiều lời linh nhị sự vô đặt ni bày từ cổ ấy, si lại bao phen xuất nhập trang đài đào lan quê huệ xuống bầy thì trước sau ấy. Chư tướng đáo lai độ trì tả sai binh bộ binh tùy, hữu sai binh tùy ra đi ầm ầm cờ thần coi chân trung tâm. Văn sớ dâng lên thương lai, văn sớ dâng lên chín quan đệ ngũ ngài xua phê rõ ràng phê cho chỉ từ trang sinh. Nhi tử tràng sinh phê cho, nhi tử tràng sinh chư phù chư quý khang linh thọ trường phê cho giúp mạnh đôi đường. Như lai điểm cai thân thủ thân nhớn thông minh sáng khai nghĩ thông minh tinh khai khẩu thông minh thông khai quang thâm cờ diệu quang minh chiếu hình nhân. Chừng mã chừng đạt quan về, chừng mã chừng đạt độ cho đệ tử muôn vàn tốt tươi hơn trên kiếp lộc ban tài.
bàn xanh bàn diện thì bàn công bàn quyền cứu người qua bên sông Mê. Thiên nhân thông thì ngại nhục nhân ngại phi thông pháp nhân di quan tự tệ nhân trực viên thông. Quyết mở đường cho dân an, dân an quốc thái, lực cơ đồ vạn đại cao sâu. Nhớ xưa tích cũ nhiệm màu, quan tuần chắc dáng ngỡ tòa Ninh Giang. Chân Ninh Giang lập tòa xoay linh nghi, lệnh có lớn truyền nghiêm chỉnh bà quân. Một lòng vì nước vì dân, giữ án cửa bể dẹp quân bảo cường. Có anh ta về nhạc đàn tiếng mã à? Tiếng mã lục bộ trần triều, tiếng mã tứ phủ của anh em ta nhá. Nếu mà ban khen ban thưởng cho phu thê họ Đặng họ Nguyễn nhỉ, nhất tâm tưởng vạn tâm cầu. Có anh ta về chấp chi lời kêu kính khánh tàu đơn cánh sớ tàu vàng lá ngọc nhỉ, cung nào sở đấy nhỉ. Khắp bốn phương xa gần mày đều biết đi, quan lớn tuần ngày lẫm liệt thần cơ, muôn dân đâu đó cùng thờ Ninh Giang, thiết lập ngôi đền thờ quan tuần tranh. Cảnh nhiều bề lịch sử.
sứ vốn đặt bày từ cổ truyền mai, bao phen xuất nhập mỹ trang đài, đào làm quê Huế xung vầy dương ca. Anh già hồi cung trên ngang dâm văn tiên thánh thượng ngàn, đông cuông tuần quán nê giang đàn ở trên này. Trên ngàn gió quấn rung cây, dưới khe cá lặn chim bay về, cánh khuya nguyệt lặn sao tàn đời. Ý nghĩ à, ý quyết đi qua an qua trèo bao, gập gầy đôi thấp đôi cao, ý à, ý à. Phường xa ngài đầu vẫn đi tóc
mai châu bốn dòng công nghi Chúa Thiên Ta. Quyền tai bảo lạc hà xa Sơn tinh cầm tú hổ lạng về trong quyền cai xám dập ngàn châu, chín tầng khe suối một bầu tiêu dao, chú bà dòng trời ngàn quế ngàn nhận được lời non và từ chu ý à. Tại sai lúc chiều lộ cung đang ngân làng ái vốn dòng sơn trang, tính nghi chầu hay mang chút măng giang, măng mai mang lứa cơm nam trà vàng này, cũng có vì dùng ai lên ngàn ý à. Thì dùng mai lên hàng, mùa nào đứt đây ai mang cũng làm. Nhiều khi tàu lá thế thương, không quảng xa đường mà không ngại nước mây. Hôm nay loan giá về đây, sơn lâm hồ dễ một cây ven rừng. Sơn lâm hồ dễ ven rừng một cây. Về đồng rừng mã sơn trang, về đồng rừng mã sơn trang, kim ngân thoi núi bạc vàng thiên sơn, cơm đi làm gạo lốt thơm lừng ý à. Trên ngàn núi cao, châu nhìn ngàn giang lâm. Hôm nay châu xuống xuống nơi trần gian, mở đường nhân nghe mang ấm no cho mọi nhà. Vang lừng tiếng ca, đón châu bà về đây. Đôi tay châu mua, mua đôi mồi hoa toa xa như muôn vàn ánh. Tâm thành châu sẽ trao cho được ấm no, cho buồn cho bạn khắp nơi trần gian ai biết. Châu nhị ngàn tối ly,
đầu trình linh mới dâng lên trước trình vận thánh sau con trình vua cha cao trình lên tư vị vua bà hội đồng quan lớn trình tòa sơn trang trình lên thập nhị các quan hoàng ý trình lên tứ phủ quan hoàng ông bơ ông bảy ông hoàng mười ông chín cần ông bát lưng ông hoàng mười nghệ an trình lên thập nhị tiên cô ê à dầu trình linh mới dâng lên trình vạn thánh sau con trình vua cha cao trình lên tư vị vua bà hội đồng quan lớn trình tòa sơn trang trình lên thập nhị quan hoàng ý à, à. Kể từ đây ta ngôi trinh vị lộc tài về phù quý vinh hoa châu độ cho phúc đặc nghĩa hà pha bao nhiêu hạ ách công xa bên ngoài ý à. Dầu trình kế mới dâng lên trước trình và thánh sau con trình vua cha trình lên quốc mẫu bờ tòa hội đồng thiên thánh ngự tòa sơn trang chính lên chầu đệ nhị trên ngàn ý à. Chính lên thập nhị quan hoàng ông bơ bảy chính lên quan hoàng mười chầu chính lên thập nhị cô tiên làng ý à. Bảy ông hoàng mười nghệ an trình lên thập nhị tiên hàng ý à. Trình lên cô cả thương thiên cô đôi thực ngàn cô ba tính thoải cung trình lên cô sóng lục cùng cô chín lên dòng cô bé tiên hàng trình lên thanh cầu về trong tòa trình lên tứ phủ ông hoàng ông ơ bảy ông bắt đúng ông chín gần ông hoàng mười nghệ an trình lên thập nhị thiên nàng ý à. Chứng lễ sơn trang châu bề chứng lễ sơn trang thiên bè rừng núi bạc bạc chứa chan cơm mi lam gạo lốc thơm lực ý à. Tướng ái tai lộc châu ban, tướng ái tai lộc châu ban lộc buôn lộc bán trên ngàn bàn cho, tướng ái biết lộc bán tài ý à. Đông cuông soi về bắc lệ chuốc soi về tới bản đền đấy đi trên con cao xanh tiếp tầng mây ý à.
mới ban ra. Bốn phương hội họp đem qua đền này, ban cho tiền tốt lụa dày, bồng lộc cho lắm về đây càng nhiều. Ban cho giải nhất sang kiều. Ban cho giải nhất sang nhiều, bông lộc tì nhiều hơn năm ngoái năm kia. Thanh đồng con nhà khói cũng thò, 30 mùng 1 14 ôm rằm, 30 mùng 1 ngày rằm 14. Đàn sở đỗ cho đông ăn ở nhất tâm. Hôm nay vui hội sơn lâm, vui sao vui quá. Tiếng cầm cả hát người tiên cung hôm nay ngự giá, yêu kiều sinh quá là sinh. Người sinh cạnh cũng hữu tình, người sinh cạnh cố lũng linh khác thưa. Bốn đi dòng là công nghi chúa thiên tài, giảng đi sinh hạ giới, quyền cái thượng ngàn quyền cái bảo lạc hà sang. Quyền cai nghi bảo lạc nghi hà giang, đông cung tuần quán đi vào ra chơi bời, khi thanh vắng lúc lại êm rời. Thanh vắng lúc lại êm rời, được trên đỉnh núi đèo người hằng nga. Ta tình tình tôi hát lại ca ý à. Thanh ra hồi cung tiêu thông cầm sai tứ phủ tùy tùng, chiếu dung công chúa ngự đồng ở kiêu dân. Tùy tòng chầu khâm sai,
tôi tùy tâm. Chiều dùng công chúa nữ đồng kim dân ý. Cúng dường kim phục hoàng lân cận thánh chúa thiên trung vương, ca lăng tổng ta âm từ bi lân mẫn chúng sinh, cố ngã kim đình lễ khai quang và chiếu từ trung. Quang dòng nhan thầm cờ diệu quang minh chiếu tư trung, ngã thích tăng cúng dạng kim phục hoàng lân cận thánh chúa thiên trung vương. Chứng mã chức lan châu mê, chứng mã chức tam ni đồ, cho đệ tử muôn vàn tốt tươi ơn trên tiếp lộc bát tài. Bán danh bán diện ban công ban quyền cứu người qua bên sông Mê. Thánh xa hồi cung về ngã chín tư lục cung hiển thánh có miếu thờ trang nghiêm. Bên kia bản thí Lạng Sơn, bên này đền Châu Lục khói hương ngôi điện thờ trên đỉnh phong cao. Đền thờ trên đỉnh non cao, trăm hoa đua sắc ngát ngào mùi hương sớm chiều mây phủ tuyết buồn. Từ
tượng chuyên níu để nàng tu. Hàng năm tôn bàn con thu giặc nguyễn kỳ đô sang mở hội đua thuyền trai thanh gái lịch mở cùng lên đua tài. Lưng
lưng đai giọt ngắn giọt dài, tay thiên trầu múa một bài sinh thật là riêng, nhạc trống lên sơn thủy yêu tình đời ý. Đón hoa chào trở về bạch điều sớm chiều ca vang, tay khôi bề bạc rừng vàng đem cho các ghế dâu sang đời đời, đem cho trăm họ nhà nhà dâu sang. Tiên đục đỉnh sườn non, vàng vàng khúc hát hòa vàng câu ca, vàng vàng khúc hát hòa vàng câu ca. Nhìn xem phong nghi cảnh thiếu tình, đêm ngày cai quản sơn nghi tinh thổ mường, các bốn phương nghi đâu đâu đều biết danh chú Lục Ngàn, lấp mê liệt chậm ngoanh nhé. Kim chi ngọc diệp danh danh, lục cung tiên chuông giáng sinh phàm trần, vẻ cốt cách thanh tân nhiều điều chứ đóa phù dung dương liễu nhợn nhơ ý nghĩ. Lục tơ trên ngàn nét đoạn trang, ai nào dám đỏ tinh anh linh đã có tiếng vàng ý à. Thành ra hồi cùng bắc lệ bao sai đi, bắc lệ bao xa ai đi chiếc bái đi, vô qua đền châu
song nhan thập kỳ diệu hoàng bình chiêu từ trung ngã tích tăng cung sáng kim phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trường thượng đã nắng thân tá ân dài hồi cung chốn đó phong quang đi trên bảo hà mặt vì các quận châu trang hàng đầu tam thập mì ngàn châu nguyên quyền ca tam thập mì ngàn châu sơn lâm thổ man nên quy đầu làm tôi ý về hôm nay dâng bóng hoàng bề đêm ngày nhang khói đăng nhang phụng thờ trong kinh có chữ làm bồ a di đà phật hoàng đi chấm đồng phép hoàng lục chi thần thông phong hoa tuyết nguyệt đượm dâng câu tiên bảo chúc lời huệ phong chuộc chén nô lòng hội quỳnh tiên
chuốc chén trà ô lòng tay cô dâng bình ngọc các bạn tiên nâng chén mời ô là mời rước quan hoàng bảy sơn hiền thượng kim ban đi trà ô lòng hiến đi thượng kim bàn mẫu đơn dân trà long tình khi thưa nhàn hoàng hiến thu sư chén khuyên mời hồng trà chuốc nghi chén khuyên mời linh hương mỹ vị ngọt ngờ bùi phía chân a chân chân hát vui kỳ chân bảo hà cạnh ấy vui thanh hoàng bảy vui với phù dung với cỏ cây tuyết nguyệt phong hoa hoàng lấy thơ cầm kỳ thi tình thú vui vậy lúc tình lúc say say phù say thơ quan hoàng bảy ngồi say câu hát say nợ tan bồng tình tình say say với cỏ cây say lại tình say tình trắng nước tình tình say cỏ cây đua trên hoa lai nghi ô minh ngần tần ngần ngần đi bông hoa đào nằm ngoài nghi mười phân xa mới còn kém xa sáng ngô sáng ngô liêu pha xa mới còn kém xa mười ô xa còn kém xa mười phân cũng chắc ai hẹn ý à, giờ bao giờ ô giờ bao giờ vì đồng hoàng đi chấm linh ý à, tình cờ gặp mà thiên
sáng muôn lưu phàm mờ tiên ơi gặp mà tiên y tình y cơ ơ tiên gặp mà tiên ơi tình nhờ cơ đời người chỉ ngăn ý gan mà thất gan, gan là thất gan. Gắng tu nhân thời mới tích đức, ông cho vẻ vang muôn đời. Sáng mô lưu phạm tờ vang ô mi đường vẻ vang muôn đời. Ô vang vẻ vang muôn hôm nay thanh nhàn giờ sổ ý tào nam tào thấy chữ đề đức năng tương túy hoàng bảy có xoay một tí với đời nguyên ai giữ tròn đạo làm người đi đến cửa mẫu lấy chữ Di Đà là hơn cả. Tâu qua quan Nam Tào cùng quan Bắc đầu sổ trường sinh nào âu chép biên ai người hiếu thuận thảo hiền tu nhân tích đức ông bảy chép biên cho rõ ràng. Còn kẻ nào ngang nghi tam bao ngược đi hại người không nghi trước nghi thời sau nỗi nhầm hoàng xa chi đâu sở nguyện cho được như ý ông cho sở cầu lòng tâm đã lên đấng nghi cấm mà cất này bực ông lấy chữ phúc chữ tư tội mà cần đừng có ai khoe mình tròn vẹn muôn phần cây đức kia mà đã ép hoàng cần sao cho bằng thổ mãn nội đồng lệnh ông bảy sai thổ mãn nội đồng hồ ngành đom dứt ông lên bảo hà sơn lâm thành ra hồi cung nghe ám y có đức hoàng mười thông minh trí tuệ tuyệt vời thì không ai nên chi dung sinh đứng thiên tào văn võ lược văn thao võ lược từ trời thanh thông hoàng tiêu giao tiêu giao chi dưỡng ta tình ý. Thank you.
rước mong hoàng mười hôm nay thỉnh mong hoàng mười khói nhang nhang khói đắng nhang phụng thờ trong kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoàng đi ngự độc hoàng thời lục chi thần thông thống thúc anh linh thân vua thống thúc anh linh khai tâm khai tính quang minh anh tài nghe lời phụng tịch Như Lai trong hoa lại nhớ tới hạ về chúng con nhớ đức hoàng mười trong tình nghệ an tề tay tiên chuốc chén rượu đào nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc để các cô nâng mời là mời rước quang hoàng mười xuân a sơ rước quang hoàng xuân quỳ tiết chuốc y chém rượu đào nhị tuần tả dâng lên bệ ngọc các o nâng là mời rước quan hoàng mười sơ ô rơi rước quan hoàng sơ tề tay tiên chuốc y chén rượu đào tam bôi kính vua tạ mẫu các o nâng mời là mời rước quan hoàng mười sơ nâng mời là mời rước quan hoàng sơ hỏi chi tiết vui kiêu thình bóng hoang về đón loan về giáng đêm giáng phù hoàng mười chứng tâm cho hoàng con lòng thành đã chứng tâm tiệp lộc cho thanh đốc chỉ đổ cho câu lên nước được cho trốn ra chúng họ Nguyễn họ Đặng trên thuần dưới hòa buổi ba năm thì buổi kia
trưng đã cay thì chín tháng còn cay. Ông Mười thương phu thế, họ Đặng họ Nguyễn ghế ông tinh nặng nghĩa xanh. Dù có xa xôi từ trong xứ nghệ, hoàng đã vô đây ông ngự đông. Áng mây xanh vờn quanh làng gió, chỉ xứ nghệ quê hoàng Huế cỏ tốt tươi. Ai buông lên Bích Động Thành Châu thì vô xứ nghệ là tới nơi đền người ta.
ngược xuôi Nam Bắc đi về bốn phương, ai cũng vô qua đền ông khuya sớm đèn lương. Sông kia dẫu cạn những công hoàng còn ghi nhớ mãi, non kia dẫu mòn những công hoàng sáng tựa vầng đầy ngàn hoa quả xung xuê, chứ đầy ngàn hoa quả xung xuê.
sớm chiều ca tăng. Thấy công thân thiên bạc đi rừng vàng, đem cho chăm họ rõ ràng đi đời đời, đem cho chăm họ vừa sau vừa sang. Tuyệt không sang đơn sai một lòng yêu thương, mang đến vui lá hoa đón cô bé ngự vui. Đồi núi bao xa, lên ngàn cô hái bông hoa, hái hoa đem về đến đây, biết bao thanh đồng chờ cô bạn khen, biết bao thanh đồng vỗ tay cô bạn khen, biết bao thanh đồng nhìn trông quen quen, biết bao thanh đồng đẹp như cô tiên, biết bao thanh đồng chờ mong cô bạn. Bông hoa đào cũng thơm, kia là hoa cúc hoa mai, hoa xóm hoa là hoa đồng tiền đẹp nhất, nhất hoa đồng tiền đẹp nhất. Trên công đồng rừng rỡ bách hoa khoe màu, thơ bày là nơi trong khúc nhạc văn chúng con dâng lời ca. Ôi cô xinh như hoa, cô đẹp như tiên, dáng tiên dịu dàng, dáng tiên điều kiều, làm môi mi miều làm ngất ngây trần gian. Vui hội về đây mang phúc đề đà, mang ấm no cho mọi nhà. Đến đây khuya sớm xa vào đầu xin bổng lộc ngạt ngào hoa. Thứ nhất cô cho lộc hoa, thứ nhì lộc quả ban cho lộc tiền, thứ nhì lộc quả ban cho lộc tiền. Chim cứ đang bay lượn qua núi nọ đồi kia, qua núi nọ đồi kia. Cô qua kêu ban được nào, ban đến đôi khuya sớm cô ra vào. Đến đây khuya sớm ra vào, tàu xin bông lộc ngạt ngào quả hoa, cô cho lộc
lộc quả lộc hoa lộc buôn lộc bán rồi ra lộc tiền. Xin tạ từ Đức Phật từ bi.
Quan Âm Bồ Tát ngự trì tòa xem. Ai bác hèo hoa ai bác ngự cổ hoàng ai trông nhông 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 nhạc ngự thi đề ra dõi quân ngựa cổ về phố cát đôi ngà thanh ra hồi cầu thương